Rồi mình bỏ hết vô mồm mày luôn. Ngon. Cũng được, cũng được ngon. Trời đang bỏ luôn. Chào mọi người đã trở lại với Cũng Không Đấy. Có một cái số khá là đặc biệt, không phải là rất là nhiều đồ ăn như bình thường nữa mà là cũng là nhiều đồ ăn. Không phải là rất là nhiều đồ ăn nhưng mà là cũng là nhiều đồ ăn. Cũng là nhiều đồ ăn nhưng mà nó là đồ ăn mini. Và ở đây thì tụi mình đã có kimbap mini nè, hamburger mini và ở đây là bánh mini. Đúng rồi, bánh xô cây mini, xíu xíu quay rất là nhiều những cái một hôm đấy nhưng mà khổng lồ rồi. Thì quyết định là hôm nay làm đặc biệt một chút để làm tô mini. Giống như là có một lần đợt mà bà Tân Vlog nổi lên là những cái siêu to khổng lồ á. Xong rồi cái đợt đó là cũng có một cái post ở trên YouTube á, là bà Tân hỏi là đi các cháu muốn bà làm về đồ ăn khổng lồ tiếp là làm về hả? Một số mini. Có. Xong rồi ta đã post là đồ ăn mini. Cuối cùng là bà không làm. Hôm nay này bọn con sẽ làm. Và ở đây thì tụi mình có hamburger, cái này là phải đặt làm. Nhưng mà hamburger này nó bự quá, nó không có mini như mình nghĩ mọi người ạ. Cái này có 16.000 một cái mà nó là hamburger bò. Thì bên trong thì nó cũng sẽ có salad bơ với lại một cục bò nhỏ xíu vậy nè. Một cục bò băm nhỏ xíu, không có dưa leo hay là cà chua gì đâu. Tại vì nó cũng có 16 ngàn à, thì cũng rẻ. Với lại ở đây là kimbap mini, thì đây là một cái loại kimbap của Hàn Quốc luôn. Dạng mini như thế này thì người ta cắt ra cho mình cắt đôi như thế này rồi đây. Thường thường thì mấy chỗ khác chị thấy người ta sẽ cắt nhỏ hơn á, cắt nhỏ xíu luôn á, nhưng mà chỗ này cắt to hơn. Nhưng mà thật ra nếu như bạn nào mà thích ăn kimbap thì mình nên thử loại này, bởi vì nó sẽ giòn hơn, bởi vì nhiều rong biển hơn á, ít cơm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ăn luôn ha. Thực ra mình không biết là có ngon không. Ở đây thì chỉ ngon. Có thanh cua, trứng với lại củ cải muối thôi. Muối. Rồi mình bỏ hết vô mồm mày luôn hả? Ngon. Ngon. Cũng được ngon. Trời đang bó luôn á. Cái vị cải muối á, nó làm đỡ cái vị ngán của cơm á. Ở nhiều chỗ khác thì người ta cho dưa leo, cà rốt này kia. Nhưng ở đây cho củ cải muối thôi. Nhưng mà mình nghĩ là củ cải muối này hợp. Ngon quá. Thôi thử sang cái hamburger đi ha. Một cái là 16.000 thôi và tụi mình đặt trên một cái tiệm bánh có tên là Cook V ở trên Facebook. Ngày ngoài đây có hamburger bò trứng nữa. Thế đó thì mình đặt bánh hamburger bò trứng. Nhưng mà người ta lúc mà làm người ta quên mất, người ta ăn bò cho mình thôi. Như là Giang nói ấy, là một cái trứng ấy, thì nó chỉ chênh nhau có 1-2 ngàn. Nên là nếu như mà làm sao mà mình bảo là các bạn ngon ấy, thì các bạn mua có thể gọi trứng. Và nếu mà mọi người mua nhiều, số lượng nhiều như tụi mình, nó phải đặt trước từ ngày hôm sau. À hôm trước xinh ha. Có mấy cái mà hôm bữa mình quay cái bánh mì mini á, nhìn nhỏ xíu thì nó là không xinh. Cái này màu rất đẹp. Vị này là vị Việt Nam. Bò này là bò băm kiểu Việt Nam, có mùi xả lắm mọi người ạ. Cảm giác như là nó hơi thiếu vị, nhưng mà cũng ngon. Thiếu tương ớt tương cà này kia mới đúng là kiểu hamburger. Dù nó không phải là đúng kiểu hamburger nhưng mà mình thích, tại vì cái mùi xả mình rất là thích ăn mấy cái món mà ướp xả. Ô mà cái này thơm. Tại có bơ. Có bơ rất thơm. Người ta quét một cái lớp bơ ở giữa cái bánh đó. Và cái này á, nghĩ là anh con gái rất là ăn tầm cỡ 2 cái là no. Còn nếu bạn nào đang giảm cân, một ngày một cái thôi mọi người, một bữa một cái thôi. Trên này còn có mè nữa, đẹp quá à. Nhìn bánh rất đẹp luôn. Nhỏ nhỏ này mình biết là nơi nướng cũng khó lắm. Mấy cái này là mày cũng mua cùng một chỗ à? Đúng. Và ngoài ra còn có bánh, mấy bánh mini khác nữa, nhưng mà người ta làm không kịp, tại vì tối qua mình mới đặt. Tính ra cảm giác là ăn không quen lắm. Bình thường tụi mình toàn ăn khổng lồ với nhiều các bạn ạ. Mấy ăn tô mini. Lâu lâu mọi người phải đổi không gian, đổi các món ăn một tí. Mà ở đây ăn cái bánh mini nó lại cho tương, chứ không cho tương ớt nhở? Đó là tôi cho tương ớt mayo. Tao thấy ăn tương này ngon hơn. Ăn tương này ngon hơn. Đỡ ngấy. Tương này kiểu tương người ta pha nó hơi chua. Tương này bên trong có quả dưa và hành tây ngâm. Nhưng mà bởi vì nó là mini nên là bọn mình đã gọi khá nhiều. Ví dụ như là cái này thì Giang gọi là bao nhiêu? 30 cái. 20 cái và 20 cái. Bên này là 8 phòng. Một phần như chỉ có 20.000, gói này 16.000, còn bateso thì như 7-8.000, mà gói này là 30.000, 35 cái. Bateso thì mình hình như cái này cũng không phải là mini, tại vì như bateso cũng là kích cỡ như vậy luôn không? Bình thường không? Bateso nướng đẹp nè, nướng giòn. Đẹp, rất giòn. Nó kiểu như rất là vừa phải. Ting. Ngon quá. Ăn vẫn chưa thấy thịt. Thịt nó ở trong. Có thịt, nhưng mà thịt quá ít. Thịt nó ở trong, rất là giòn ở bên trên, là nhiều lớp. Vỏ bánh rất ngon. Đúng. Nó chả hamburger lẫn cái này thì mình chỉ comment là có thể là bạn tăng cái giá lên một chút cũng được.
nhưng mà nhiều thịt hơn một tí thì nó cũng ngon. Mà công nhận là mini nhưng vẫn rất là cầu kỳ, bánh rất là nhiều lớp, chi chao luôn á, chi chao bình thường luôn á, ngon. Nhưng mà công nhận là làm rất là ngon. Ok, ở quê mình không có bánh này. Lúc đầu mình thì mình không biết là cái tên Balesso nghĩa là gì, nhưng mà hình như nó là một cái tên kiểu từ mượn á. Đó, bởi vì nghe Balesso thì không hiểu. Hóa ra là một cái bánh mà ở bên trong nó có nhân thịt và bên ngoài thì nó có nhiều lớp và nó giòn 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 đấy. Hồi bé ai cũng kiểu như là rất là thích chơi đồ hàng, tạo những cái món ăn mini. Hồi đó em mình á hay lấy cái nắp lon bia, lon nước ngọt này kia, xong rồi nó đánh bột lên rồi chiên những cái bánh mì rất là nhỏ xíu và những cái bếp tụi nó tự nhóm á, dễ thương lắm. Bây giờ có mấy cái đồ ăn nhỏ vậy mọi người, nhưng mà mình thấy mọi người luôn đó là cái đấy nó rất là lâu. Nó đòi hỏi các bạn phải kiên nhẫn, tỉ mỉ, khéo tay mà nó còn phải lâu mới làm phiền lắm luôn, mệt lắm. Ăn đi. Bánh su kem bỏ một mát vào mồm. Sao vậy? Nhiều kem lắm. Ừ. Nhưng mà hơi ngọt. Cảm giác như là cái này là cái duy nhất trong ba cái này, cái vỏ nó mỏng, kem nó nhiều. Mình bị sợ bánh su kem mọi người. À, có một cái giai thoại về Châu Giang ăn bánh su kem là có một lần ăn bị ngộ độc. Đúng không mọi người? Mức độ nhẹ. Thành ra là nó bị sợ, nó bị ám ảnh cuộc đời. Nó rất là ngon, béo. Nó chảy ra. Nó tan ra luôn á. Ừ, ngon. Cái miệng khi mắc là cái dễ ăn nhất đúng không? Đúng. Bởi vì nó đậm. Ngon mà. Mọi người biết không, mỗi lần mà external tổ chức offline hay là tổ chức mấy cái mà offline của mấy cái hãng điện thoại á, thì người ta cũng hay có mấy cái tip break, có mấy cái bánh mini nè, để cho mọi người có thể ăn bóc tay xin gặp food á. Dễ thương lắm. Trong mỗi lần mà đến cái đoạn tip break, tụi mình lại sợ. Tại vì mọi người ùa ra, rất là đông. Đúng rồi, mỗi lần mà MC á, nhất là Doanh là lần nào cũng làm MC, bởi vì Doanh đang công nghệ. Doanh kêu là bây giờ mọi người bắt đầu có thể là cầm trải nghiệm máy và mọi người đồng thời cũng có thể thưởng thức tea break ở bên dưới, là bắt đầu mọi người đứng lại phụ ra. Nhưng mà những cái tiệc tea break thì lúc nào mình đi mấy cái sự kiện mình cũng rất là để ý để xem hôm nay được ăn cái gì. Cái đấy là một cái sự tò mò á. Patisso là một trong những cái mà hay có nè. Patisso này rồi bánh su, mấy cái bánh ngọt đấy, mấy cái bánh ngọt rất nhiều. Hồi trước mình không ăn được hamburger đâu, tại vì mình không ăn được cái mù tạt mật ong. Nhưng mà giờ đi cũng không thích kìa. Không thích mù tạt mật ong. Không thích ăn về xúc xích luôn, không thích. Bởi cái vị nó cứ kiểu chua lại là ừ, nó cảm giác gây gai, ngay ngái, sao khó chịu lắm. Sao hết rồi mọi người ạ. Bây giờ mình đang rất là vui. Tại vì quay phim bảo là chị ăn mà chị quả quá. Trời vui hả ta. Nhớ là số này là phải tính giờ. Bọn mình lao vào ăn luôn, quên tính giờ. Nói chứ cũng nói mọi người ạ. Mình ăn xong cái này thôi mình ngừng nha. Sao nói gì đến đâu mà ăn. Còn một cái patisso và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái bánh su kem. Tiếp. Vui. Nope. Lâu lắm rồi thì bụng con đấy mới thực sự gọi là ăn hết một bàn tiệc. Và hôm nay thì cũng dừng lại tại đấy thôi. Tại vì thực ra thì tô mini khá là nhiều. Nhưng
ăn thì tại vì nó ít hơn so với bình thường. Nhưng mà một vấn đề là nó rất là nhiều tinh bột. Nó nhiều tinh bột phải là mọi người, bởi vì bốn món hôm nay đều là cơm và bánh. Nhưng mà bánh thì là bánh rất là nhiều tinh bột nhưng mà lại ít thịt. Đúng. Cho nên là các bạn nhìn thì có vẻ là nó không được to lắm nhưng mà ăn rất no. Ăn bị nghẹn á. Ờ. Và tụi mình đã dừng lại ở đây, bây giờ chỉ còn lại những cái giấy bọc và thêm hai cái miếng để tủ lạnh. Chi nó lấy hai cái miếng lót tủ lạnh ra lên hết sạch mấy cái đồ để kiểu giấy bằng được để lên đó mọi người. Nên là thôi mình vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó. Và lần sau các bạn muốn mình thực hiện những thử thách gì hãy để lại bình luận ở phần comment phía dưới. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh X Channel và bụng không đáy. Ủa, không nên gì? Ừ thôi. Không nên gì và bụng không đáy và Chi và Giang. Ok. Bye. Bye.